Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một căn nhà một trệt một lầu. Thì nhà này diện tích bề ngang là 4m2, chiều dài là 19.5. Thì trên giấy là 81.9 thì cũng như 82m. Thì sử dụng một trệt một lầu là 162m, pháp lý là sổ hồng thổ cư. Thì nhà này thiết kế có phòng ngủ ở tầng trệt, một phòng khách phía trước rất là rộng rãi và thêm cái sân đậu xe, có thể đậu ô tô trong nhà được luôn ha. Thì ở đây thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, gần Bệnh viện Đa khoa Trung ương, gần Đại học Cần Thơ và Đại học Y Dược. Thì cách Đại học Cần Thơ thì đâu đó tầm khoảng chừng 500-600 m, Đại học Y Dược thì khoảng 1 km. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì đến coi thực tế. Còn cách Bệnh viện Đa khoa Trung ương thì tầm khoảng chừng chừng 400 m là tới Bệnh viện Đa khoa Trung ương. Nhà mới 100%. Thì trong phòng khách có tặng một bộ ghế salon cao cấp luôn. Thì nhà thiết kế 3 phòng ngủ, một phòng khách, 3 phòng ngủ, một gian bếp, hai nhà vệ sinh. Thì có một phòng ở phía trước, tùy theo quý cô chú anh chị em mình sử dụng hay làm phòng ngủ hay phòng thờ gì, nếu có thờ cúng mình làm phòng thờ phía trước của trên lầu ha. Thì 3 phòng ngủ chính rất là rộng luôn. Thì nhà này phòng ngủ nào cũng rộng hết, nhưng nhà vệ sinh thì ở ngoài chứ không có ở trong phòng ngủ nha. Phòng ngủ rất là rộng. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm một căn nhà tại trung tâm thành phố Cần Thơ thì xem tham khảo căn này. Vì ở trong phần gian bếp thì có tặng bộ ghế bàn ăn 6 ghế bằng đá. Thì kệ bếp thì âm tường, nhà vệ sinh ở tầng trệt thì ngay chỗ này ha. Nó có lấy cửa sổ phía sau. Thì ở trên trần thì treo đèn chùm. Nhà sơn cái tông màu trắng ha, gạch màu dân đá. Thì ở phía sau nhìn cũng rất là thoáng mát luôn. Phía sau một căn nhà trung tâm thành phố Cần Thơ thì bán kính trong vòng 500 m thì đầy đủ tiện ích hết. Phòng ngủ ở dưới tầng trệt, rồi trên lầu 2 phòng ngủ và cũng như có một cái phòng thờ, nhà vệ sinh. Thì tùy theo quý chú anh chị em mình mua sử dụng ha. Thì phía trước một cái phòng rất là lớn rộng luôn. Thì nếu gia đình mình đông thì ở căn nhà này cũng rất là rộng rãi thoải mái. Căn nhà này cũng đầy đủ công năng luôn. Thì cầu thang đi lên cũng khá là rộng rãi, hai thanh lan can lên thì bằng gỗ bên. Đây thì phòng ở phía sau. Phòng rất là rộng luôn. Có cửa sổ rồi lấy sáng đầy đủ luôn ha. Thì nhà chủ đã hoàn công cho quý cô chú anh chị em mình luôn ha. Diện tích bề ngang 4m2, chiều dài 19.5 thì 82m, sử dụng thì 162m, pháp lý là sổ hồng thổ cư. 82m là trên sổ, còn sử dụng một trệt một lầu là 162m. Thì có 3 phòng ngủ chính, một phòng thì có thể mình làm thờ cúng gì cũng được ha. Còn không thì mình làm phòng ngủ luôn cũng được. Đây nhà vệ sinh thì ngay chỗ dạ cầu thang đi lên chỗ này. Máy tắm nước nóng năng lượng mặt trời luôn. Thì đây cái phòng ngủ ở phía trước cũng khá là rộng rãi. Thì nhà này thì đã đi đường ống lạnh đồ đầy đủ hết trơn. Thì về mình lắp máy lạnh vô là ở nha. Thì giá dao động sở hữu căn nhà này là giá 3 tỷ 500 90 triệu sở hữu ngay một căn nhà một trệt một lầu tại trung tâm thành phố Cần Thơ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Lộ giới trước nhà lộ giới 4m, xe ô tô về tới vị trí nhà thoải mái luôn. Hướng đi tới nhà thì đi đường Nguyễn Văn Linh thì 91B, mình chạy hướng từ ngã tư 91B chạy thẳng về hướng Đa khoa Trung ương thì
cặp bên dách đa khoa trung ương, mình chạy thẳng vô đây hẻm 11 đa khoa trung ương nha, cách đường Nguyễn Văn Linh thì đâu đó tầm khoảng chừng 300 m thôi, thì tới đường Nguyễn Văn Linh. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm đến căn nhà này xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396 400040, sẽ dẫn quý cô chú anh chị em mình đi coi. Khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán, giá dao động khoảng 3 tỷ 590 triệu sở hữu ngay. Số điện thoại 0396 400040. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi coi. Khi vừa ý gặp chỗ mình thương lượng mua bán, giá 3 tỷ 590 triệu là giá còn thương lượng ít. Cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video. Thì rất mong quý cô chú anh chị em mình xem video thì đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo sẽ có những vị trí nền hoặc những vị trí nhà gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo liền ha. Thì rất mong được nhấn like và chia sẻ cho những người thân quen nào có nhu cầu sở hữu nhà đất thì xin biết ơn rất nhiều quý cô chú anh chị em đã chia sẻ. Thì đã số điện thoại 0396 400040 sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi coi nhà khi dĩ gặp trực tiếp gặp chủ mình thương lượng mua bán nha. Đó, không gian nhà rất là rộng rãi thoải mái, diện tích bề ngang 4m2, chiều dài 19.5 là 81m, 82m trên giấy, còn sử dụng một trệt một lầu là 162m, pháp lý là sổ hồng thổ cư đã hoàn công. Xin chào, hẹn gặp lại những video sau.